Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu xe đạp dòng Gian XKL3. Đây là một mẫu thương hiệu rất nổi tiếng rồi. Và đây là mẫu dòng Touring R3 XKL. Được rất nhiều các bác mong chờ và săn đón. Đây là một mẫu Touring đời mới của dòng Gian XKL được nâng cấp. Và rất là mới nhá. So với cái dòng phiên bản Nhật bãi trước đây. Đấy. Nước sơn màu xanh lá mạ các nhá, rất sáng và bóng. Em đánh giá tổng thể xe tầm 90% xe, còn rất là đẹp. Đây, Gian XKL model R3, mẫu Gian, màu xanh lá mạ. Nếu mà do các góc nhìn ánh sáng, nếu các góc nhìn vào góc ánh sáng lên Gian lắm thì nó là màu xanh lá mạ, còn nếu mà vào khung hình màu tối thì nó ra màu xanh đậm này, có gì đâu, rất là đẹp. Thì như ông biết thì những dòng Gian XKL R3 này thì thường thì các bác chỉ nhìn thấy những dòng xe của dòng trên dòng Nhật bãi thì nước sơn nó không còn được đẹp đâu. Nhưng đây là một mẫu Gian XKL R3 được mẫu thương hiệu Gian khơi sống dậy. Đời mới. Đôi ma xe còn rất là đẹp các nhá. Với cái size thông số là size XS, size nhỏ ạ. Là cho những các bác mà cao dưới 1m6. Rất là đẹp các nhá. Mà bên em mới về mẫu Touring. Vẫn như cái mẫu trước đây thì dòng của XKL thì là ghi đông tay lái và cọc cổ phốt đều là màu nhôm sáng. Chính hãng của Gian. Đấy. Rất là nổi bật xe với cái tông dòng Touring. Nếu các bác thích dòng Touring thì không thể bỏ qua mẫu dòng Gian XKL R3 này. Tay lóng cao su chính hãng của nguyên bản theo xe. Rất là chắc chắn luôn nhá. Xe được sử dụng với bộ tay bấm xả của Shimano chính hãng, trang bị với 8 tầng lip. Những các bác mà thích dòng XKL R3 này thì đây là một model mới em mới về đây. Rất là đẹp. Bên tay phải em sử dụng bộ Shimano 3 tầng đĩa chính hãng nguyên bản theo xe. Tay bấm xả, tay nắm cao su đúc chính hãng nguyên bản theo xe. Và thường những cái dòng Gian XKL R3 này thì đều sử dụng những cái ghi đông tay lái hoặc là cọc yên là đều là màu lốc màu nhôm sáng các bác nhá. Xe còn rất là đẹp. Xe sử dụng với bộ phanh Vtechtro. Đây càng xe đây các bạn, càng xe còn rất là mới luôn nhá, hầu như không có vết xước nào cả. May ơ nguyên bản chính hãng theo xe. Vành của Gian XKL nguyên bản theo xe luôn, vành XKL, vành nhôm hai lớp. Vành của Gian. Lốp Canada, lốp còn rất là mới, xe rất ít sử dụng các nhá. Xe mới chỉ dòng đi lướt qua dòng xe lướt thôi, rất là hiếm có bên em mới về. Sử dụng lốp kích thước 700x28C. Đây là một mẫu Touring đường phố mà rất nhiều các bác quan tâm yêu thích, dòng Gian XKL R3 bên em mới về với cái size thông số rất là nhỏ, size XS dành cho bác dưới 1m6. Và trong thời gian vừa qua hỏi em cái dòng xe size nhỏ và chiều cao size đứng của xe là 43. Vâng, chiều cao size đứng của khung xe là size 43 các bác nhá. Cọc yên nhôm sáng. Đấy. Chính hãng nguyên bản của Gian. Yên xe đây rất là dày và êm so với những yên cơ bản của dòng Touring khác. Rất là mới luôn nhá. Đằng sau sử dụng bộ phanh Techo, rất là mới, phanh hàn Techo. Đùi đĩa nhôm rất sáng và bóng. Gạt đĩa của Shimano Touring. Chính hãng nguyên bản cho xe. Bên ngoài bộ đùi đĩa có cái
Lato. Chắn trắng đĩa nguyên bản theo xe đây. Xe hàng sau sử dụng với củ đề Shimano Antut. Trang bị với 8 tầng líp chính hãng của Shimano. Líp trắng. Đấy. Líp còn rất là mới, những cái bánh răng của nó còn nguyên si, các bác nhìn thấy rõ. Cũng của Shimano chính hãng nguyên bản theo xe không nhá. Cái chắn đĩa líp bên trong vẫn còn rất là sáng này, xe rất ít sử dụng. Đây là mẫu dàn XKEP R3 dòng Touring bên em mới về. Đằng sau sử dụng với bộ vành nhôm 2 lớp của dòng dàn XKEP, vành nhôm chính hãng của dàn XKEP 2 lớp. Lốp can da, đằng sau sử dụng lốp can da. Kích thước lốp là 700x28C. Lốp cơ bản của dòng Touring. Vâng, và bây giờ em xin vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được trang bị với 8 tầng líp chính hãng của Shimano. Xích líp còn rất là mới bác nhá. Lên líp đây. Xuống líp. Bên tay phải em là 3 tầng đĩa, đùi đĩa nhôm. Xuống đĩa. Lên đĩa. Chuyển động rất là mượt mà và trơn tru không nhá. Xe còn rất là mới, em đánh giá ở tầm trên 90%. Còn đây là mẫu Touring dàn XKEP R3. Đây em quay tổng thể khung hình xe cho bác. Xe còn rất là đẹp. Đây là một mẫu dòng Touring lý tưởng cho những bằng dòng size xanh nhỏ cho các bác có chiều cao khiêm tốn. Vâng, xe có giá rất tốt bên em là 6,2 triệu. Dòng dàn XKEP R3 Touring, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thế này, em qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm Kiên Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, hẹn các bác vào trưa ngày mai.